giống như mới có coco melon nữa. Không, mình đang được khen là được thêm một người cha có tầm, có tầm nữa, vác thêm thêm một cái xô. Đây là bồn rửa mini của Gấu đấy. À, bồn này của anh Fran đấy chứ. Anh để lại anh cho các bạn chơi cùng đấy, đúng không Gấu? Cho Gấu chơi cùng. Đúng rồi, cho Gấu chơi cùng. Chắc qua múc Gấu thêm tí nước nữa cho. Đây. Đây đấy, hay đấy. Để cho Gấu xúc nước ăn thôi. Ôi trời ơi, có tâm, đấy. Có tâm nữa này. Đây, từ từ bà đổ nước vào này và đi múc thêm nước nào Gấu. Gấu đứng múc thêm nước ba không con? Gấu đứng lại Gấu chơi. Đây là nước nha. Đi lấy nước cũng hay mà. Gấu đi lấy nước không? Ôi hoàng hôn kìa. Wow, hoàng hôn đẹp quá. Gấu đi lấy nước ba không con? Không, đang chơi nước. Không, gấu đang chơi nước. Ok, đây đây đây. Ba đi nó. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn, ba ơi, ba lấy hộ con. Có bạn nào đấy? Các bạn là nước ở xô này. Gấu đổ nước vào thùng rác luôn à? Có cái này. Thùng rác của gấu. Thùng rác có cái này. Có cái này. Ừ, có cái này cũng múc được nước đúng không? Thật cất cất chỗ ngồi mẹ luôn. Đấy, nước đang chảy đấy. Đây, ba Hàn là quay lại này. Ba Hàn xách cái xô nước này này. Thấy không? Thùng rác nó bị thủng rồi. Thùng rác là nó bị thủng, nó lấy hết nước. Đây. Đâu đồ ở đây này, cái xô này này. Ô, cho mẹ, có chỗ mẹ ngồi rồi. À. Cho thùng rác sang bên kia. À, cho anh ngồi sáng nhá. Đây, đấy bà, lấy chỗ này là khô. Mẹ ngồi nhá.